các bạn ơi, hôm nay mẹ Dương có rất là nhiều bức tượng để chúng ta cùng tôn tượng nha. Nhưng hôm nay sẽ có một thử thách là ba mẹ con mình á sẽ cùng nhau lựa những bức tượng mà mình thích nhất, sau đó sẽ cùng nhau tô và cuối cùng sẽ lựa ra bức tượng của bạn nào sẽ là dễ thương nhất nha. Các bạn hãy bình chọn cho ba mẹ con mình, mẹ Dương, Bunny và Ruby xem ai sẽ là người tô bức tượng dễ thương nhất. Rồi bây giờ cho Ruby chọn trước. Ruby chọn bức tượng nào? À, bạn Ruby đã chọn bức tượng bé gái có mái tóc bồng bềnh, mái tóc bồng bềnh nha, và có một cái hoa này. Rồi của bạn Ruby. Rồi bây giờ tiếp tục đến bạn Bunny. Mèo. À, từ từ để mẹ xem con mèo đã. Đây các bạn ơi, bạn Bunny đã chọn bức tượng con mèo. Rồi bây giờ tới lượt mẹ Dương. Mẹ Dương sẽ chọn cho mình bức tượng tượng gái, bức tượng bạn chó mặt xệ này nha. Đây mà nó mà con chó này, con chó đi công viên lắc đít lắc đít. Đúng rồi. Bạn Ruby nói là hôm trước bạn Ruby đi công viên đó các bạn, thấy có một bạn chó y chang bạn này luôn, đi ở ngoài công viên xong rồi đi cái mông ủng ủng lắc vậy nè. Rồi bây giờ mẹ Dương sẽ dọn những bức tượng này ra chỗ khác để lấy chỗ để cho ba mẹ con mình cùng thử thách với nhau nha. Các bạn ơi, và đây là màu nước và ba bức tượng mẹ Dương đã chuẩn bị sẵn sàng cho hai bạn rồi. Bây giờ ba mẹ con mình sẽ cùng nhau thử thách nhé. 2, 3. Hồi hôm qua mình đi học xong rồi mình đứng sợ cái con chó bắt bút chì xong mình không sợ được, để mình đi xa quá. Con chó chích đồn lắc đồn. Wow, Bunny đang tô cái hoa màu gì vậy Bunny? Màu hai màu. Màu vàng. Ủa nãy Bunny không lấy khăn giấy, Bunny chùi cái cọ hả? Ừ. Đó, khi nào Bunny nhúng nước xong rồi Bunny phải lấy cái giấy đi chồng chùi cái cọ vô nha. Giống mẹ này nhìn nè. Đó, mẹ nhúng nước xong không? Rồi mẹ lấy khăn giấy mẹ chùi cọ. Đó, xong mình sẽ nhúng vô màu khác nha. Ngày cuối tuần ở nhà các bạn là mẹ Dương cho các bạn chơi đồ chơi nè. Lúc thì tô tượng, lúc thì coi không, coi cái gì đó, Chuchu TV với lại coi Doraemon đúng không Ruby? Wow, bạn Ruby tô với tóc màu vàng rất là đẹp quá. Các bạn ơi, ba mẹ con mình vừa mới hoàn thành xong thử thách xem ai sẽ là người tô dễ thương nhất. Và đây là tác phẩm của mẹ Dương. Mẹ Dương tạo hình bạn chó này thành chó đốm luôn. Xong mẹ Dương nhuộm tay, nhuộm chân cho bạn chó mặt xệ này luôn. Rồi. Và đây là tác phẩm bạn mèo của bạn Bunny. Oh my god. Bạn Bunny cho bạn mèo có cái hoa màu vàng nè, cái tai màu tím, cái người màu đỏ. Còn ở đây tùm lum màu hết, màu hồng nữa. Rồi, còn của bạn Ruby có một phần sự hỗ trợ của bố Thịnh Do nữa, nên rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Và bạn Ruby đã hoàn thành xong, bây giờ bạn Ruby đang ngồi tô lên giấy các bạn ạ. Cái này là tác phẩm của bạn Ruby tự vẽ luôn á các bạn ạ, tự vẽ tự tô luôn á. Còn bức tượng kia thì có sự hỗ trợ của bố một chút xíu. Và bây giờ các bạn hãy bình chọn cho ba mẹ con mình xem bức tượng của ai là dễ thương nhất nha. Rồi, Phương Phương Channel, xin chào các bạn.